Bộ sách nói pháp luật quyển 1 dành cho người mù gồm hiến pháp, luật hộ tịch, luật hôn nhân và gia đình, luật người khuyết tật đã ra mắt sáng nay, ngày 18 tháng 4 tại Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Tư pháp phối hợp với Thư viện sách nói dành cho người mù thí điểm xây dựng chương trình sách nói pháp luật trên website www.sachnoionline.com. Thư viện sách này được thành lập từ năm 1998 đến nay và là thư viện đã đọc trên 1.300 tác phẩm các loại sách như sách giáo khoa, kỹ thuật, văn học, phục vụ trên 90 hội người mù cả nước và các trường mù tại Thành phố Hồ Chí Minh. Riêng sách nói pháp luật thì chưa được phổ biến và chưa có chương trình riêng. Đây là chương trình thí điểm đầu tiên về pháp luật của thành phố. Sách nói giới thiệu các quy định pháp luật cơ bản như hiến pháp, luật hôn nhân và gia đình, luật người khuyết tật cho đối tượng chủ yếu là người khuyết tật, đặc biệt là người mù. Ngoài ra, sách nói còn góp phần phổ biến pháp luật cho ngư dân, người dân tộc thiểu số, người cao tuổi, nội trợ, người bệnh, người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc và đối tượng có nhu cầu trong và ngoài nước không giới hạn phạm vi và không gian. Chương trình sách nói pháp luật phát hành với hai hình thức, trên website và in ra đĩa CD với tên gọi là Bộ sách nói pháp luật. Tại buổi lễ, Sở Tư pháp thành phố và Thư viện sách nói dành cho người mù trao tặng 30 đĩa CD Bộ sách nói pháp luật đĩa 1 cho Hội người mù thành phố.